Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Thực hiện phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, chung tay cùng cả hệ thống chính trị. Anh Lý Văn Trí, trưởng ấp Thanh An, xã An Bình, huyện Châu Thành đã không ngại khó khăn, tranh thủ thời gian sau khi làm công việc đồng áng hàng ngày, cùng chiếc xe máy và chiếc loa di động của mình, chạy khắp các ngõ hẻm trong xóm ấp kêu gọi, nhắc nhở bà con cùng nêu cao tinh thần phòng chống dịch bệnh. Đã nhiều năm nay, người dân ở ấp Thanh An, xã An Bình, huyện Châu Thành đều quen thuộc với hình ảnh chiếc xe máy cùng chiếc loa di động phía sau tuyên truyền các vấn đề quan trọng của địa phương gửi đến bà con trong ấp. Điều ấn tượng hơn cả là giọng tuyên truyền được phát ra từ chiếc loa cầm tay của anh Trí. Theo chia sẻ của người dân địa phương, giờ đây tất cả trẻ nhỏ ở địa phương đều biết đến anh Trí. Trong lòng của bà con địa phương, anh Trí là một người hết sức nhiệt tình và trách nhiệm. Đồng chí trưởng ấp Trí này rất nhiệt tình, năng nổ tuyên truyền cho COVID-19 cho nhân dân hiểu rõ được tầm quan trọng của COVID-19. Đó, thì hiện nay dân dân của địa phương chúng tôi rất nỗ lực cùng trưởng ấp phòng chống COVID-19, ra đường đeo khẩu trang, thực hiện đúng 5K, không tụ tập đông người, thường xuyên rửa tay. Thì đây là một cán bộ trẻ năng nổ, nhiệt tình. Hàng ngày thì đồng chí đều là hai lần đi phát loa tất cả tới 20 tổ dân cư tự quản để cho bà con nông dân nắm được tất cả những cái chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, cái văn bản về phòng chống dịch COVID-19. Từ đó là nhân dân nhận thức được cái tầm quan trọng của việc phòng chống dịch COVID-19. Nên là nhân dân chấp hành tốt các cái chủ trương, các cái nghị quyết của đề ra, đặc biệt là có các cái gia đình mà có con em từ nơi xa tới về địa phương thì đã đều ra khai báo y tế. Và bà con nhân dân khi ra đường thì đã đeo khẩu trang. Từ đó thì cái việc mà phòng chống dịch COVID-19 ở địa phương đã được nâng lên rõ rệt, có hiệu quả từ cái công tác tuyên truyền mà đặc biệt là cái nhiệt tình năng nổ của đồng chí Lý Văn Trí. Được ví như người đưa tin thân thuộc của xóm ấp nơi đây, anh Trí chịu khó tìm tòi, đọc kỹ những nội dung tuyên truyền, không giấy tờ. Anh chỉ cần chiếc loa bên mình là nội dung sẽ đến với bà con rất nhanh chóng, chính xác và gần gũi. Chính vì vậy, bà con nghe và nhớ thông điệp từ anh một cách tự nhiên, giản dị và hiệu quả. Với tinh thần là thì cũng mong bà con là coi như sớm nắm bắt được cái những cái thông tin gì của địa phương mà nêu ra, nên mình sẽ dùng lo đi trực tiếp từng ngõ, mình gõ từng nhà để bà con mình nắm, để tiếp thu được, để mình nhằm để thực hiện tốt chủ trương chính sách gì của địa phương, thì cũng như về cái công tác phòng chống dịch. Trong những ngày qua, hình ảnh tuyên truyền phòng chống COVID-19 đi từng ngõ, gõ từng nhà của anh Trí được chia sẻ trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo, TikTok đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, yêu thích và cảm phục của cộng đồng và người dân địa phương. Hàng ngàn lượt xem và chia sẻ các bài đăng về công tác tuyên truyền của anh Trí với giọng tuyên truyền vô cùng đặc biệt. Ai cũng quý, cũng thương và bị thuyết phục bởi một hình ảnh người thật, việc thật, gần gũi và chân tình. Qua đó, thấy được sự nhiệt tình và trách nhiệm của anh Lý Văn Trí lan tỏa tinh thần chung tay chống dịch trong cộng đồng. Bản thân thì mình vì công việc, mình cứ ráng làm, coi như là làm không suy nghĩ về để mà phô trương hay gì này kia. Mà đúng là cũng thật là xúc động khi nghe được thông tin trên đại chúng, trên mạng xã hội thì cũng thấy là về hình thức cái công việc của tôi thì đúng cảm động, rất là vinh dự. Thì từ đó bản thân sẽ cố gắng thêm nữa về công tác tuyên truyền, công tác nắm bắt các chủ trương gì của trên đưa xuống, thì bản thân sẽ cố gắng truyền đạt với bà con địa phương. Thì cố gắng coi như quan niệm tôi là đi từ ngõ, ngõ từ nhà, mong sao bà con nắm được để thực hiện tốt. Trong thời điểm diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, công tác tuyên truyền phòng chống dịch đang rất cần những người như anh Trí. Dân quý, dân thương, công tác dân vận sẽ có sức lan tỏa kịp thời. Anh Trí với chiếc loa thân thuộc của mình cũng vậy, đi từ ngõ, gõ từ nhà, thấm đẫm sự nhiệt tình trách nhiệm của một người trưởng ấp. Như anh đang ngày ngày thông báo đến mọi người, địa phương tuyên truyền vì bà con chung tay chống dịch cùng địa phương.